Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau xin niệm lời Chúa về Chúa Nhật Thăng Thiên. Xin mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy 11 môn đệ đi đến xứ Galilea, Đến núi Chúa Giêsu đã chỉ định trước cho các ông. Khi thấy người các ông phục lại người, nhưng có vài người còn hoài nghi, Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi dựng dậy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần." giờ họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho các con và đây thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thời xin mời anh chị em ngồi anh chị em thân mến có câu chuyện kể có một anh chàng sau khi chết được quỷ sứ dẫn đường Đi đến nơi giao lưu giữa thiên đường và hỏa ngục. Quỷ sứ hỏi anh ta rằng: "Ngươi muốn lên thiên đường hay muốn xuống hỏa ngục?" Anh ta hỏi: "Thiên đường ở đâu vậy?" Quỷ trả lời: "Phía bên tay phải của nhà ngươi." Anh ta vội nhìn về phía bên tay phải và thấy cảnh vật thật là thanh bình yên ả. Chốc chốc lại thấy một vài người mặc đồ trắng đi đi Tới tới Trên bầu trời thì thỉnh thoảng có vài thiên thần bay qua bay lại Hắn thầm nghĩ trong đầu Thiên đường sao mà buồn và chán thế Xong hắn quay qua quỷ Mà hỏi rằng Vậy thì địa ngục ở đâu vậy Ở phía bên tay trái nhà ngươi Quỷ trả lời Hắn ta chán nản nhìn sang bên trái Bỗng nhiên mắt sáng rực lên Phía bên trong địa ngục Hắn thấy thằng bạn thân của hắn vì chết hồi tháng trước Vì đua xe Đang còn ngồi uống rượu Lại có mấy người đẹp chân dài Nhợ nhơ chúng quanh Hắn thốt lên Đây là địa ngục sao Quỷ Cất tiếng Nhà ngươi muốn vào thiên đàng ngay địa ngục trả lời ngay. Quỷ vừa dứt lời thì anh chàng trả lời, "Tôi vào hỏa ngục." Vừa dứt lời thì quỷ sứ nắm đầu hắn quăng vào cái chảo dầu đang sôi sùng sục. Hắn la lên, "Sao lại quẳng tôi vào đây? Lúc nãy là tôi thấy cảnh địa ngục đâu phải thế này?" Quỷ sứ cười lớn và nói, "Mày khờ quá con ơi, mày khờ quá." Cảnh hồi nãy chỉ là quảng cáo thôi nếu không mày nghĩ có ai tự nguyện vào xuống hòa ngục đâu vâng thưa anh chị em chẳng ai muốn vào địa ngục cả ai cũng muốn vào thiên đàng nhưng phải chăng thiên đàng là một nơi trốn với không gian mà chúng ta vẫn cứ nghĩ tưởng mừng lễ thăng thiên hôm nay là cơ hội thưa anh chị em là cơ hội để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thiên đàng là chốn nào anh chị em thân mến biến cố Chúa Giêsu về trời về với Cha là sứ điệp của niềm hy vọng mà hơn một lần Đức Giêsu đã tuyên bố với các tông đồ thầy đi để dọn chỗ cho anh em sứ điệp một lần nữa minh định rằng trần gian không là quê hương đích thật của chúng ta mà chỗ ở của chúng ta chính là nơi mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn. Chắc chắn anh chị em sẽ hỏi rằng, vậy thì đó là nơi nào? Ngôn từ của con người chỉ có thể diễn đạt đó là trốn trời cao, là nơi mà Chúa Giêsu đang ngự trị bên nữ Chúa Cha và thật là khó cho trí khôn của con người chúng ta để có thể hình dung ra một nơi mà sau này chúng ta sẽ ở như là quê hương đích thật. Sách tông đồ công vụ tường thuật khi chứng kiến Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ cứ mãi đăm đăm nhìn trời và tin rằng nơi chốn trời cao mà các ông thấy đó Chính là nơi thầy mình ngự trị. Và có lẽ nhiều người chúng ta hôm nay cũng tin như thế phải không anh chị em? Nhưng mà chốn trời cao mà chúng ta ngóng ngóng phải chăng là quê hương đích thật mà chúng ta chờ đợi chăng? Chắc chắn không thưa anh chị em. Bởi chốn trời cao không phải là bầu trời mà mắt thịt phàm trần con người nhìn thấy vì bầu trời cũng chỉ là một không gian vật chất giới hạn không thể là nơi trốn của ngai tòa thiên chúa hệ thống thái dương hệ trong vũ trụ này cũng chỉ là bề chân ngài có nghĩa là không phải là nơi nào trong vũ trụ vật chất này là ngai của thiên chúa ngự trị trong buổi cầu nguyện chung với các khách hành hương vào ngày 21 tháng 7 năm 1999 tại Roma. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói: Thiên đàng là một trạng thái sống chứ không phải là một nơi chốn theo nhận thức của ngôn ngữ loài người. Ngài nói thêm: Thiên đàng không phải là một khái niệm trừu tượng hay là một địa điểm cụ thể trong cụm mây nhưng là một lối sống là mối quan hệ giữa cá nhân với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa Cha diễn ra trong Chúa Kitô phục sinh và hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Đức Benedicto thứ 16 trong tác phẩm Đức Giêsu thành Nazareth cũng đã minh định về trời không phải là ra đi vào một vùng xa xăm của vũ trụ nhưng là một sự gần gũi thường xuyên điều mà các môn để cảm nghiệm một cách mạnh mẽ từ đó cảm nhận được một niềm vui vậy câu chuyện chúa về trời là về đâu sau khi phục sinh Chúa Giêsu không còn bị chi phối bởi những định luật tự nhiên. Người thực sự trở về với cội nguồn thần linh, chính người đã khẳng định điều đó. Người trở về với Cha, trở về với cội nguồn của sự sống, của sự vĩnh hằng. Về với Cha là về với cội nguồn hạnh phúc, nơi không còn khổ đau chi phối, không còn sự hư hoại xâm phạm, và như vậy thưa anh chị em Về trời là đi ra khỏi thế giới bị nhiễu loạn Bởi tham sân si Và chỉ còn là một thế giới chan hòa yêu thương hay là nói như Đức Thánh cha Đức uh, Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 Là đi về với cha là một sự gặp gỡ với Thiên Chúa Mà một cuộc gặp gỡ được thực hiện ngay lúc này vì thế đôi mắt phàm trần không thể nhìn thấy nơi chốn ngự trị của Thiên Chúa. Bởi đôi mắt này còn bị những quấy rối của tình dục, của tham lam, của ích kỷ, kiêu ngạo, của hận thù ganh ghét nó làm vẫn đục thì làm sao có thể nhìn thấy vẻ đẹp thanh khiết của nơi chốn Thiên Chúa hiển trị? Để có thể khám phá chốn trời cao Nơi mà Đức Kitô dọn sẵn cho chúng ta Anh chị em Chúng ta cần phải có đôi mắt đức tin Vâng Chỉ có đôi mắt đức tin chúng ta mới có thể nhận ra cái nơi trốn Mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tới Đôi mắt đức tin là đôi mắt của những người thuộc về Chúa Những con người được thanh luyện khỏi vấn vương của tội để có được con mắt đó cần phải gặp gỡ tin mừng thưa anh chị em. Đó là lý do khi về trời Chúa đã viết lên sứ điệp hy vọng và gửi trao sứ điệp đó cho các môn đệ qua lệnh truyền hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Vì thế niềm hy vọng của những người môn đệ Chúa chính là được về chốn trời cao với Chúa. Những niềm hy vọng đó thưa anh chị em, Chúa muốn cần được lan tỏa đến với nhiều người. Qua wow. lời mời gọi chúng ta hãy đi loan báo tin mừng. Hãy đến với muôn dân để trao ban cho họ một đôi mắt đức tin để có thể nhận ra niềm hy vọng niềm cậy trông vào nơi trốn trời cao mà Chúa hứa ban cho những ai tin vào người. Và nhờ thế họ được bước vào trốn trời cao. Thưa anh chị em, có nhận ra quê hương đích thật con người sẽ không còn để cho quỷ dữ hoành hành. Không còn để cho lòng tham gây ra bao nhiêu là bất công. Không để cho tính Sân si gây ra bao nhiêu là hận thù ganh ghét Làm cho cuộc sống bất an gây hỗn loạn giữa các mối tương gia Và không để cho sự si mê làm cho chúng ta lầm lạc mê muội Trong sự dối trá, gian xảo, lừa gạt Tạo ra biết bao nhiêu là khổ đau và hận thù Có hy vọng về trốn trời cao với Chúa Chúng ta sẵn sàng mỉm cười báo dung với nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau và luôn hiệp tâm để kiến tạo một cuộc sống bình an thưa anh chị em. Lạy Chúa. Chúa về trời không phải để chúng con xa Chúa, nhưng thật lạ lùng. Chúa về trời để chúng con được gần Chúa gần chúa qua việc sống trong niềm hy vọng bằng việc thực thi huấn lệnh của chúa gần chúa qua việc chúng con loan truyền niềm hy vọng đến cho mọi người và nhất là chúng con nhận ra sự hiện diện với chúa thật gần gũi khi chúng con cùng với nhau tâm đầu ý hiệp cất tiếng tụng ca và sống yêu thương xin cho chúng con luôn sống hân hoan với niềm hy vọng mà chúa gửi đến cho chúng con và hăng say lan tỏa niềm hy vọng này đến cho mọi người amen